Hello, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của em ha. Trong video chia sẻ hôm nay thì em sẽ hướng dẫn cho anh chị cách cài đặt cái phiên bản Windows 11 mới ha. Phiên bản nó là 23H2. Đó, ở đây thì trên laptop em đang sử dụng phiên bản 22H2 thì video hôm nay em sẽ hướng dẫn cho anh chị cách cập nhật lên bằng cách là tạo USB boot hoặc là trực tiếp ở trên máy tính nha. Nếu anh chị nào không muốn cài lại Win. Đây, 22H2 nha. Rồi, thì để cập nhật trực tiếp thì anh chị có thể thực hiện giúp em. Một là mình sẽ tải cái file ISO và cái file này về. Thì để tải thì đơn giản thôi. Mình sẽ truy cập vào cái trang chủ của Microsoft. Link em sẽ cung cấp dưới phần mô tả ha. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ tải cái Windows này về. Đó, tải một trong hai cái này và theo mình sẽ tải cái file ISO bằng cách là mình sẽ chọn lên đây, sau đó mình sẽ chọn lên cái file ISO, mình bấm download. Đó, bước này là bước chọn ngôn ngữ nha. Đó, mình bấm xác nhận. Rồi, ở đây thì nó sẽ có phiên bản 64 bit nè, mình bấm vào đây mình download thôi thì nó sẽ ra cái file ISO này ha. Này, tải về. Thì lý do là ở đây em đã tải rồi nên em không có tải nữa. Thì nếu mà anh chị muốn cập nhật trực tiếp ở trên Windows á, thì mình sẽ mở nó lên. Mở cái này lên. Không cần phải thông qua cái bộ USB boot ha. Cái này sai rồi. Mình sẽ tải cái này. Đó. Media Create Tool, mình sẽ mở nó lên. Yes. Rồi, đợi nó trong giây lát ha. Rồi, bấm chấp nhận. Ok, thì ở đây nó hiện lên nè. Đó. Sau đó mình bấm Next. Rồi, nó hỏi là cái tạo cái bộ nhớ USB hay là file ISO. Nếu mà anh chị đã tải cái file ISO này rồi thì mình sẽ chọn xuống file ISO. Rồi sau đó mình nhấn Next thì nó sẽ dẫn đến cái đường dẫn yêu cầu mình nhập cái file ISO vào. Nhấn Yes ha. Đó, thì nó sẽ tiến hành download cái file ISO này lên trên cái hệ thống máy của chúng ta. Sau đó nó sẽ cài Win mà không cần phải tạo cái USB boot. Thì bước này thì anh chị nào cần thì mình sẽ làm ha. Còn đây em sẽ hướng dẫn thêm cái bước này. Đó, là bước tạo USB. Thì để tạo USB thì mình sẽ cần có một cái file ISO và một cái phần mềm để boot. Kèm theo đó là cái USB 8GB ha, 8GB trở lên. Rồi, mình sẽ mở cái này lên. Mình chọn Yes. No. Rồi. Tiếp theo thì nó sẽ nhận được cái USB. Cái USB em cắm đây là 16GB nha. Rồi, sau đó em sẽ kéo cái file ISO bỏ vào đây. Đó. Rồi, những cái mục này thì mình cứ giữ nguyên. Tên mình muốn đặt là như thế nào cũng được. Thì ở đây em đặt là USB boot. Rồi, sau đó em bấm Start. Và lưu ý là sao chép dữ liệu trong USB trước khi thực hiện á, nó sẽ xóa hết cái dữ liệu trong USB á, để lúc đó mình sẽ không có khôi phục được. Nó format ha, bấm yes. Rồi, bây giờ mình sẽ đợi nó tạo một cái USB boot nha. Ok, đó. Anh chị và các bạn thấy là nó đã tạo xong rồi ha. Ready. Rồi bây giờ mình sẽ boot vào trong USB. Thì trước khi boot thì mình nên lưu ý là mình phải copy mấy cái driver này vào. Để khi mà nó nhận ổ đĩa, khi mà mình cài Win á, thì
cái bị xử lý thế hệ thứ 11, 12, 13 thì mình phải đưa này vào để nó nhận được driver nha. Không có nó thì các bạn sẽ có thể không thấy được cái ổ cứng để mình cài lên. Rồi, đó, nhớ tạo một cái thư mục đưa nó vào. Ok, bây giờ mình sẽ khởi động lại để mình boot nha. Đối với con laptop Dell này thì mình sẽ boot bằng phím F12. Khởi động lại thì F12 liên tục nha. Rồi, đây là cái giao diện của nó. Ở đây thì mình sẽ chọn lên cái USB. Rồi nha, đây là cái giao diện mà để cài Win. Bây giờ mình sẽ bấm Next, chọn ngôn ngữ gì đó thì các bạn có thể tùy chọn ha, Install. Đợi một tí thì nó sẽ vào cái giao diện mà để chia ổ cứng. Bấm Next rồi chọn Customize. Đó, thì tới đây thì mình sẽ không thấy được cái ổ cứng ha. Lý do là mình phải đưa cái file driver vào là như vậy ha. Rồi con chip này là con chip thế hệ thứ 12, thì các bạn đang ở dòng chip Intel thế hệ thứ mấy thì mình chọn. Ở đây là mình thế 12 thì mình sẽ chọn nhập, mình phải chọn vô nữa ha. Đó, ok. Rồi bấm Next. Đợi một tí thì nó sẽ lót cái ổ cứng của mình lên. Rồi tới bước này thì mình sẽ xóa hết mấy cái ổ đĩa này nếu để mình cài lại mới nha. Rồi sau đó mình chọn New. Ok, nó sẽ tạo ra phần dùng, sau đó mình sẽ nét để cài đặt cái Win lên trên ổ này. Rồi quá trình cài thì nó mất khoảng thời gian thì các bạn sẽ đợi ha. Tiếp xong rồi mình sẽ thực hiện các bước tiếp theo. Rồi bây giờ máy nó khởi động lại rồi ha. Sau đó mình sẽ nhấn Yes, mình thiết lập nha. Rồi mình chọn US, Yes, Skip để bỏ qua. Rồi mình có thể chọn cái mục là I don't know Internet, chọn lên mục này là không có kết nối Internet để thiết lập đó. Rồi ở đây thì mình sẽ đánh cái tên ra Net luôn. Set no. Tùy các bạn nha, các bạn muốn thiết lập như thế nào thì mình thiết lập. Rồi, đợi trong giây lát để nó hoàn tất cái quá trình thiết lập nha. Rồi, đó, bây giờ máy nó khởi động lên lại rồi. Bây giờ mình có thể check thử xem nó có đúng là phiên bản H23H2 hay không. Đây, đó. Đây mình cập nhật lên phiên bản H23H2 đây ha. Rồi, đơn giản các bạn ha, chỉ cần tạo USB boot và cài Win hoặc là update trực tiếp trên Windows nha. Rồi, những cái phần mềm thì mình sẽ cung cấp với phần mô tả video. Nếu anh chị và các bạn cần thì có thể tải về, sau đó mình cập nhật lên nha. Video của em đến đây là hết ha. Cảm ơn, hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.